Kính chào quý vị đang đến với bản tin tài chính thị trường trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là một số tin tức đáng lưu ý có trong chương trình bản tin hôm nay. Thị trường bất động sản có nhiều triển vọng. Sản lượng lúa cả nước năm 2021 tăng 1,1 triệu tấn. Hoạt động hàng không thế giới ảm đạm dịp năm mới. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chung cư sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về sức mua trong năm 2022 và phân khúc đất nền sẽ tăng giá tại những khu vực có đầu tư công. Năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, nhưng giá bất động sản vẫn tăng. Tại Hà Nội tăng khoảng từ 5 đến 7%, trong khi thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 7 đến 9%. Nhu cầu mua bất động sản để đầu tư tiếp tục tăng cao trong 1-2 năm tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, dù dịch bệnh vẫn còn, nhưng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua. Một bức tranh thị trường bất động sản năm 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng đi lên bởi nhu cầu nhà ở của người dân tại các đô thị lớn là rất cao. Mặc dù diện tích gieo trồng lúa của cả nước năm qua giảm khoảng 39,7 nghìn hecta, nhưng năng suất tăng gần 1,9 tạ trên 1 hecta so với năm 2020. Nhờ đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng lúa cả nước năm 2021 đạt trên 43,86 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020. Sản xuất lúa tiếp tục xu hướng tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao lên trên 77% để nâng cao giá trị thương hiệu hạt gạo Việt. Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89% gạo xuất khẩu đã góp phần nâng cao giá gạo xuất khẩu bình quân từ 496 USD trên 1 tấn năm 2020 lên trên 503 USD trên tấn năm 2021. Dự báo xuất khẩu gạo năm 2021 đạt trên 3,27 tỷ USD. Cũng là một nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, hai năm qua đối mặt với những khó khăn do tác động từ dịch COVID-19, từng khâu trong chuỗi sản xuất nông nghiệp đều bị ảnh hưởng, trong đó nặng nề nhất là thương mại, vận chuyển bị đình trệ, thiếu giỏ container cho hàng xuất khẩu, chi phí logistics tăng vọt bất thường, sản phẩm bị đổi giá thành sản xuất, các thị trường giảm nhu cầu tiêu dùng. Thế nhưng từng ngành hàng, từng lĩnh vực đã kịp thời xoay chuyển với những giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm. Kết quả, nông nghiệp đã chứng minh tiếp tục là trụ đỡ cho cả nền kinh tế qua những thời điểm khó khăn nhất. Sản xuất ra sản lượng lương thực thực phẩm dồi dào, đảm bảo vững chắc an ninh trong lương thực trong nước. Giá trị xuất khẩu lập kỳ tích với con số vượt xa kế hoạch đề ra. 43,86 triệu tấn lương thực, 7,89 triệu tấn thịt sữa, 8,73 triệu tấn thủy sản, 17,5 tỷ quả trứng là khối lượng lương thực thực phẩm dồi dào được sản xuất trong năm 2021. Kết quả này phản ánh những nỗ lực vượt khó của toàn ngành nông nghiệp trong bối cảnh cả ba vụ sản xuất trong năm đối mặt những tác động do dịch bệnh COVID-19. Sự chủ động của các doanh nghiệp và cái sự năng động của doanh nghiệp nó phải cộng hưởng với cái trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành, thực hiện đúng cái vai trò, cái chức năng quản lý nhà nước là cung cấp thông tin dữ liệu cho thị trường, trong đó cho doanh nghiệp và cho người nông dân. Đặc biệt, để làm ra khối lượng sản phẩm lớn, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, vừa phục vụ xuất khẩu, những địa phương có vùng nguyên liệu trọng điểm đã có sự nỗ lực vượt bậc để đảm bảo chuỗi sản xuất không bị đứt gãy. Chúng tôi xây dựng một cái kịch bản rất là sớm, cũng như là cái kế hoạch sản xuất sớm để đáp ứng với cái điều kiện mà diễn biến rất phức tạp của dịch COVID. Cái thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề mà bố trí cơ cấu cây trồng cũng như là cái mùa vụ, chỉ đạo để giải vụ để đáp ứng cái nhu cầu của nội tỉnh cũng như là việc xuất khẩu. Nếu như đầu năm ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu xuất khẩu đạt 43 tỷ USD thì đến cuối tháng 12 đã đạt hơn 48 tỷ USD. Đáng mừng là con số này vẫn tiếp tục được cập nhật tăng tốc khi thời điểm này mới vào mùa xuất khẩu sôi động nhất trong năm. Khi công tác chống dịch bước sang giai đoạn mới, các doanh nghiệp đã thích ứng với tình hình mới, ổn định sản xuất và tăng tốc xuất khẩu. Những ngày cuối năm, các nhà máy đang hối hả với nhiều đơn hàng mới, trong đó những mặt hàng phục vụ thị trường châu Á đón Tết như lá dong, rau quả, vụ đông đang vào vụ nhộn nhịp. Thị trường chính thì vẫn là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và châu Âu. Các cái mặt hàng cụ thể như bạn đang thấy ở đây là các cái loại lá dong, lá chuối, củ sả,
rồi củ gừng, củ giềng đấy, và để phục vụ cho nhu cầu Tết, đi lại giao thương giữa các tỉnh thuận lợi hơn, cái vận chuyển nguyên liệu từ cái vùng thu hoạch về chỗ nhà máy cũng thuận lợi đấy, và cái chi phí đi lại nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Những nỗ lực vượt qua khó khăn của người nông dân và từng doanh nghiệp đã góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ cung cấp nông sản thế giới. Việt Nam trở thành nhà cung cấp hàng rau quả chế biến lớn thứ 11 cho Hoa Kỳ, nguồn cung hạt điều số 1 tại thị trường Đức và là nguồn cung cà phê lớn nhất tại thị trường Liên bang Nga. Song thành công không chỉ là những con số hàng tỷ đô la giá trị xuất khẩu, mà quan trọng là sự hiện diện của trái cây Việt Nam, thương hiệu Việt Nam trên các kệ hàng phân phối khắp năm châu. Trong các chuỗi siêu thị lớn của Australia hiện nay, bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm nông sản Việt Nam được bày bán trên các kệ hàng bởi vị trí đẹp và bắt mắt. Theo khảo sát của Thương vụ Việt Nam tại Australia, thì hàng người tiêu dùng của số chân túi đang ngày càng quen thuộc với thương hiệu hàng Việt Nam. Hầu hết thì đều có chung một nhận định, đó là hàng nông sản của Việt Nam có chất lượng tốt, giá phải chăng. Tuy nhiên thì mẫu mã chưa được bắt mắt lắm. Việt Nam có cơ hội lớn để xuất khẩu vào Anh, một trong 10 thị trường lớn nhất thế giới, với kim ngạch nhập khẩu thực phẩm hàng năm lên tới 65,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, một số mặt hàng nông sản của Việt Nam đã hiện diện tại thị trường Anh, điển hình là cà phê, hạt điều và hạt tiêu được tiêu thụ khá tốt trong các siêu thị lớn. Khép lại một năm đầy biến động bằng hình ảnh những nhà máy nông sản tất bật với những đơn hàng mới, những cánh đồng rau vụ đông rộn ràng tiếng cười được mùa được giá. Ngành nông nghiệp hứa hẹn khởi đầu năm mới năm 2022 với động lực và tâm thế sẵn sàng, chủ động vượt qua thách thức, chinh phục những mốc giá trị tỷ đô mới, giữ vững vị thế là ngành sản xuất có vai trò trụ đỡ cho cả nền kinh tế đất nước. Chuyển sang phần tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, trong những ngày đầu năm mới, tình trạng ảm đạm vẫn bao phủ lĩnh vực hàng không toàn cầu, khi chỉ tính riêng trong ngày 2 tháng 1, hơn 3.600 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn thế giới do điều kiện thời tiết bất lợi cũng như sự lây lan của biến thể Omicron. Theo trang web FlightAware, chuyên cung cấp dữ liệu theo dõi các chuyến bay, gần 60% số chuyến bay bị hủy có điểm đến hoặc đi từ Mỹ. Nếu bao gồm cả những chuyến bay bị lùi giờ, thì tổng số chuyến bay bị ảnh hưởng trên toàn thế giới lên tới hơn 6.400 chuyến. Ngành vận tải hàng không toàn cầu vẫn đang điêu đứng trước các tác động do biến thể Omicron, khi nhiều phi công, nhân viên phi hành đoàn và các nhân viên mặt đất đang phải nghỉ làm do mắc COVID-19 hoặc đang trong diện cách ly sau khi tiếp xúc với các ca mắc COVID-19. Trước đó, chỉ riêng trong 3 ngày nghỉ lễ Giáng sinh, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, các hãng hàng không trên toàn thế giới đã phải hủy tới 7.500 chuyến bay. Năm 2021 khép lại với hoạt động trầm lắng của ngành công nghiệp không khói. Song song với đó là những cách thức để thích ứng với nhu cầu của du khách. Dưới đây là những xu hướng du lịch hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2022. Khi các nước chưa tiêm phủ vaccine COVID-19, hoạt động ngoài trời dường như là lựa chọn duy nhất. Và khi tỷ lệ tiêm chủng tăng, xu hướng này không biến mất mà ngày càng được ưa chuộng. Các hoạt động du lịch đi bộ đường dài, hiking, trekking kết hợp với những hoạt động cắm trại, ngủ rừng là những hoạt động đang và sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Xu hướng du lịch năm 2022 thứ hai đó là ưu tiên cho cộng đồng. Việc hạn chế di chuyển trong thời kỳ đại dịch buộc du khách phải học cách tận hưởng những điều kề cận bên mình. Trong năm 2022, mong muốn được kết nối chân thực với cộng đồng sẽ được xuất hiện rõ nét. Năm 2022 là năm hứa hẹn của du lịch dự báo bùng nổ từ các dịch vụ dịch thuật nhanh được hỗ trợ bởi AI giúp giao tiếp với khách nước ngoài dễ dàng hơn, đến các mô hình máy tự động thông báo, độ chính xác và khả năng chủ động để bắt đầu chuyến du lịch được sử dụng một cách rộng rãi. Chính vì thế, trào lưu du lịch năm 2022 này đón nhận sự tìm kiếm và sử dụng của đông đảo người yêu du khách. Trước những bất ổn mà du khách phải tiếp tục đối mặt, không quá ngạc nhiên khi xu hướng du lịch năm 2022 liên quan đến sự linh hoạt vẫn chiếm vị trí ưu tiên. Ngoài mức giá linh hoạt, du khách cũng được thực hiện những chuyến đi được đổi ngày giờ một cách đột xuất. Theo khảo sát tư vấn du lịch của Booking, có đến 33% du khách muốn lựa chọn tour du lịch có thể hủy và 32% có thể đổi ngày miễn phí. Khoảng 40% nhân viên thuộc các thế hệ Gen Z sinh năm 1996 đến năm 2012 hiện có nhu cầu hòa hợp công việc làm từ xa và du lịch nghỉ ngơi. Họ gọi đây là workcation, vừa làm việc, vừa du lịch và dự báo những chuyến du lịch kết hợp này sẽ tiếp tục được nhiều người lựa chọn.
Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.